sơ đồ cũ này cũng được. Thận thì nó đi từ cái Dũng Tuyền, nó đi qua cái Hán, xong nó qua theo cột sống lên tới đỉnh đầu. Cái lực ở cột sống đỉnh đầu là cái lực của hai bàn tay mình xòe đó, nó đang nâng cái gì lên từ dưới xương cùng lên tới đỉnh đầu. Dạ. Là cái lúc đó mình thả cái chân xuống rồi mình đứng lên, thì cái huyệt cái này nó đi qua mấy cái huyệt 27 huyệt, từ chiếu hải nữa đi xoay bên trong háng, đi trong cái háng xong nó qua cái bụng, nó bọc lên cái ngực, nó lên tới gần cái tới quắc trung du cũ, tới là gần cái xương xương lõm trên trên ngực trên là hết, nó đi theo hai cái mép ở bên giữa này, tức là đi theo dọc cái đường bụng Là ở cái bên mặt cái mặt bàng bụng. quang là đằng sau cái này là Cái trước. này phía trước không à, đi mặt trước không, mặt trước trên ngực mà nó sát mép vô cái khúc ở giữa bụng, rồi nó đi sát cái mép của cái gân trong háng đi xuống. Thì nó cái bài này nó đi để ý là nó cái chân nó đi qua cái huyệt Dũng Tuyền, tức là phải nhỏ cái chân này, rồi khi mà thả cái gót xuống thì phải đứng ngửa người ra sau, nâng cái tay để, thì cái thận nó nở ra, cảm giác cái thận nó nở ra thì cái đó mới trúng. Thì nó đi qua mấy huyệt thì cái đường căng nó sẽ thấy nó đi căng từ cái háng lên đây, và nó căng phía sau lưng đó. Mà nó nở cái thận nó nở ra trúng. Còn cái tập nó tự chỉ cho cái tập nó vậy nè. Cái thức nó tập là nó đứng nè, nó cũng đứng vậy, thấy không? Đó, đứng vậy, bước rộng ra, hai tay quơ lên, đó. Hất cái tay lên, để cái tay xuống nhà, nhón hai cái chân dần lại, đó, đó đứng, đứng thẳng cái chân lên, xong rồi thả cái gót xuống, ngửa cái tay, ngửa người ra sau. Từ từ đứng lên, đó, bung lên, thả xuống. Đó là thận cấp 1. Thận cấp 2 thì nó thấp hơn, nó cũng vậy, quơ lên nhưng mà nó lại xuống thấp hơn, chạy xuống vậy. Cấp 2 nó xuống thấp vậy. Rồi nó nâng lên, loạn cấp 2. Nếu mà cái thận mà khỏe, thận cấp 3 là cũng dơ lên vậy mà xuống thấp như vậy, đó thấp xuống hai cái chân tới vậy luôn. Rồi ngửa ra vậy, ngửa ra đứng lên, đó là thận nó là mạnh nhất á. Mày coi mày thận cấp mấy, đó cấp 1, luyện cấp 1 trước. Cấp 1 là mới là đó, hất hất tay lên là nhón gót, đó đứng vậy, chống lưng, chống đứng thứng cái dợn cái chân lên, đó đứng rồi đó, rồi thả gót cái đã, thả gót trước, ngửa người ra sau, xòe tay, nâng đứng lên từ từ, đổ cái bụng ra luôn, đó thứ 8 là vậy, đó là cấp 1, tập dần nhiều lên cấp 2 là thấp hơn, đúng Hay là để tay như này. mình quơ cái tay cũng giống vậy, quơ cái tay dòng lên, hất lên vậy, để hai bên hông đè xuống, đó, hất cái tay lên, đó rồi lùng rồi ngồi ruồng xuống, đè hai tay thấp xuống, đó thấp xuống nữa, xuống đó, cái đó là, Này chân chống giống giống vậy luôn, rồi cái thả gót, ngửa ra, ngửa lưng ra, xòe bàn tay đứng lên, nó nặng hơn đó. Nó bung ra loại 2. Loại 3 là ngồi thấp xuống sát đất luôn. Cái mông chui xuống nữa hay ăn đó. Xuống vậy đó. Mông phải đụng đất, chưa đụng đất hay chưa, từ 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 từ. không đất Nó chưa xuống được đâu. Đó. là phải thắng bách như là Banh ra luôn. Cái mông chạm đất. Đó, bởi vì nó khó lắm, xuống vậy. Xong rồi ngồi xuống, rồi ngửa ra sau đứng lên, ngửa ra sau ngửa ra đó đứng lên, khó lắm á, bung ra đó. Cái đó là nặng nhất, đâu gọi là nó có ba thức, nhưng mà người mới tập có thức một rồi, còn thức hai thức ba khó lắm đây đây thử lại làm cái ba cái môn kia chạm thứ ba, nó chậm móng như vậy nè. mông.
Đó. Thấy chưa? Mông chạm nè. À, mông chạm đất à? Cố chạm, mông chạm. Đó. Nè, thấy không? Mông xuống nè. Đó. Xong rồi thả gót về, xè ra vậy. Ngửa ra, đó đứng lên. Đứng ra. Đó, cái mông nó phải chạm xuống. Cái khe chân rất là bẻ, gãy rất là dữ. Chỗ này có phải căng ở trong Căng trong trong nó, trong này không này? nó căng trong cái háng rồi lên tới trên luôn. À, Rồi khi ngửa ra chỗ này nó phình ra. là lên đi nó căng ở chỗ này đúng không? Căng chỗ đó, đó, nó căng tới hai cái bìu giái. Rồi khi mình ngửa ra là cái thận nó nở ra. Đau lắm, nếu mà yếu là nó đau cái là thận này, thận nó nở, nó phình ra to rồi. Phải ngửa ra. Có nghĩa là lúc mà mình hướng ra sau là cái Cái đoạn đường xanh này như thế này. nó căng trong cái đường xanh xanh này. À, còn khi mà mình ngồi thì nó sẽ Rồi nó căng căng cái đường cái xanh xanh này. Nếu thử mà đứng ngồi ngửa ra khó khó lắm. cũng gọi thì khó Không nó đau lắm, đứng nổi đâu. dưới là Mày ngồi xuống. Đó rồi. Thả gót xuống coi. Thả gót xuống, rồi thả gót xuống. Thả gót xuống chậm đất đi. Rồi đứng dậy, ngửa người ra sau. Ngồi xuống cái đất đó đã. Rồi chạm bẹp rồi đó, rồi để hai tay ra phía trước. nè. Xe ra. Rồi đó đứng lên, ngửa ra sau đứng lên không nổi đâu, còn đứng không nổi. Phải làm phải đứng như Đó đứng vậy đó, đứng lên. Đó, thấy không? Không có lên nổi đâu. Nặng lắm. là mình phải làm được là đứng đây làm phải lên Rồi đúng cái không? đứng lên này thôi, đứng thẳng lên. Thì có cái gì Trời ơi, đâu có chịu nổi đâu, thận mạnh lắm mới chịu nổi, thận cấp 3 mới chịu nổi. Nó ngửa ra một cái là nó nở ra, nếu thận yếu nó đau lắm. nếu nếu mà đặt cái gì là con ngồi như này là phải đứng lên đúng không? Rồi đứng lên vậy đó, đứng thẳng lên nhưng không được chồm nó phía trước. Đó, nó thấy nó tự nhiên là khó khó lắm, nó nặng nặng cái gì đó. Còn nếu không là đứng thấp vừa vừa thôi, đứng lên lại thở một cái phát, thận yếu đứng lâu nổi, đứng ngơi Này thì đứng mấy giây hay đứng càng lâu tốt? càng lâu càng tốt. Mình ngồi thấp vừa vừa cái mình ngửa ra mà đứng lên coi, trời ơi cái thận nó đau lắm, mà nếu cái thận yếu là nó nứt, nó bể cái thận luôn, nó nở ra mà. Đó, xuống thấp, xuống thấp, nó coi cái lưng mình có ngửa ra. Đó rồi cái thả gót xuống, thả gót rồi đó, rồi đứng rồi thè cái tay thẳng tay rồi đứng lên thẳng lên đó, ngửa này đó, đó. Đó. Thấy cái lưng nó nở cái thận ra. Cái này nó là Nở này tập của nó phải chừng. khó đấy. Cái sức thận nó Cái ghê, này ngửa ra mà đứng ngửa từ 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 càng chậm càng tốt, đứng càng càng lâu không chừng 1 phút, từ dưới lên hơn 1 phút, hồi 30 giây tới 60 giây. cái đoạn này là mình lên càng chậm càng tốt đúng không? Càng làm Qua cái tốt. đường ăn thôi. Mà cái chân phải, cái gót phải chạm đất, phải quỳ quỳ thấp xuống là cái gót chạm đất mới được đứng lên, ngửa ra đứng lên. Còn tập cấp thứ hai chứ chứ còn Tập hai thức thức một thôi, mới đầu thức một, thức hai là nặng lắm rồi. Thức hai là nặng, thức ba là bắt đầu là thành công. Còn thức một, tập thức một thôi là